Câu lạc bộ tra tấn là một bộ phim cấp 3 của Nhật Bản với những màn tra tấn của nữ sinh trong một trường trung học. Đây là phim 18 nên hở vú hở vê ra, những nữ sinh nghĩ ra đủ trò để tra tấn, kích dục nhau. Yuzuki Muto là nhân vật chính trong phim, cô là một nữ sinh mới chuyển đến một ngôi trường danh tiếng của giới con nhà giàu. Ngay đầu tiên đi học, một nhóm nữ sinh đã bắt cô phải tham gia vào câu lạc bộ tra tấn. Câu lạc bộ này được thành lập để đào tạo những cảnh sát ngầm, đào tạo sinh viên để làm những nhiệm vụ bí mật.